Con chào các cô chú nha. À, dạ. Bữa nay cô đi lên thăm cậu Năm Vũ Linh. Dạ. Con gia đình. À, con cắm bông cho cô. Dạ. Cô đánh đây là mấy lần rồi? Cô mới đi lần đầu, bữa đó cô đi đây mấy ngày, năm sáu ngày mà cô không có đi, cô không có mua đồ gì đi cúng. Dạ. Tại con nhớ là con có hỏi cô. À, đó. Hôm nay cô về sao mà cô vui mừng quá. Cô nay cô nói ước nguyện là cô phải mua đồ đặng lên cô dạ. Đúng cậu Năm Vũ Linh dạ. Tại vì quen ở dưới quê hồi đó kêu bằng Vũ Linh chứ không phải là cậu Năm Vũ Linh, mà mình kêu đàn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ, dạ. Hôm nay mình đi cùng với ai cô? Cô đi là này chồng. Dạ. Này cô, rồi này dễ, cái này con gái, cái này em. Ủa sao dạ. Giống bữa cô đưa đám lên đây không? Thì đó, cô đưa đám đó. Nay rồi cô về là cô cô cái vui vẻ là cô là cô có lên con cô nói để ngày bữa cô đi đám ma buổi sáng ghé đó. À, bữa cô đi lên là cô nói để là cô về là ít bữa nữa là cô sẽ lên đây cô mua đồ lên nè, cô cúng cậu Năm Vũ Linh. Dạ. Dạ, con trai nè. Trời ơi cô vô cô lên đây cô mừng quá. Quá trần về về vui vẻ. Cô gái cậu Năm là phù hộ cho cô mạnh khỏe. Rồi cô lên cô thăm cậu Năm nữa. Dạ. Thì cứ ở đây gần đây nè, bữa nay cô bao xe đi. Bao xe cho cả nhà đi. Dạ. Dạ. Về xong mà nói tên nhớ mấy cái bài hát mà về quên mất mẹ. Con nhớ chứ cô. Cô rồi, con đăng lên rồi. Cô mở truyền hình cho cô thôi thấy thiệt. Hay không? Hay chưa? Bữa nay cô nhớ một bản là để chút nữa cơ không biết sao mà tự nhiên lên đây nó rung. Dạ. Cái cô nhà cô cái Vũ Linh hát mỗi ngày cô thuộc lòng á. Dạ. Mà tại mình kêu Vũ Linh là nó hơi ấy. Dạ. Mà tại là quen rồi chứ còn dạ. Cậu Năm Vũ Linh là không dạ. Phải kêu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là hay nha. Dạ. Bữa nay là hát lại hết cô. À, cô nhớ bản rồi dạ. Mà để không biết có rung. Con là lấy là bình tĩnh nha. Đâu lấy bình tĩnh. Dạ. Bánh bao này chai ha mặn cô. Mặn á con. Dạ. Cô cũng luôn để cô cũng mặn cũng dạ. Dạ. Được không? Được. Được mà tại tùy tâm mình mà con. Cô là cô cô ước nguyện là bữa cô có lên rồi là cô ước nguyện là cô sẽ một ngày nào cô lên cô mua đồ là cô cúng cậu Năm Vũ Linh. Bây giờ cô ước nguyện vậy cô về cô vui. Cô ước được có mấy ngày là cô lên nữa rồi. Mấy ngày hả? Mấy ngày. Dạ. Mà cô có mặn đi về mặn ăn mà buôn bán đắt là cậu Năm phù hộ cô là cô lên hoài. Bữa đó cô lên sớm mà. Con chân lên hết đi lần chút nữa mình dọn anh em mình ăn. Ăn sớm mình dạ. Bữa lên vậy coi tivi hả cô? Rồi cô mở tivi ra hai chị em cười quá trời mà tại cô rung quá. Xong cái đài xài này để em coi gọi. Bữa nay chuẩn bị một bài hát rồi đó. Coi như là hết rung rồi. Wow. Cô đây bữa nay cho ghi hình nào? Không cho ghi hình nào. Không cho ghi hình nào. Ủa sợ ngâm đá. Cô đem bia. Mấy con chút nữa xếp nhau ăn với cô cho vui. Tại vì cô lên đây là cô hâm mộ cậu Năm quá trời mà cô, không phải kêu Vũ Linh đó là có khi mà mình quay lên về người ta nói mình là ấy chứ không phải. Mà sự thật là Vũ Linh là thân mật với mình là mình sẽ nói là dạ. Mà nói vậy thì nó hơi là nghệ dạ. Sĩ á, nghệ sĩ dạ. Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi chứ cậu Năm dạ. Đi. Ngày xưa là bán vàng mình đi coi cậu Năm là đó, hiểu đó, rồi. Nói đúng đi luôn. Đó. Trời ơi bây giờ bữa nay bán đồ bông. Bán đồ bông. Đó. Đồ bông mà đi ở nhà có hai vợ chồng dạ. Ba đứa con mà đi hết trơn còn có sáng rồi ăn sáng nữa tới chắc sạch luôn. Mà ngày xưa á, là cái lần đầu á, là cậu Năm về là ở dưới quê bắt cua nữa rồi bắt cua rồi, với chú. Nhỏ này nó kêu mua mấy con cua hơi kỳ quá. Mấy con cua đồng lên nhớ cho dạ. Vũ Linh nhớ dĩ dãn thôi được. Mà rồi. Cái lần hai cậu Năm về là mà bán vàng đi coi luôn. Vũ Linh vậy không biết người ta nghe người ta có phiền mình không hả con à? Dạ không. Tại không. Vì mình hâm mộ quá dạ. Đi. Nói dạ. Vậy chứ trời ơi. Sao mà Vũ Linh sao mà mình nói thiệt không phải cô thương Vũ Linh nhưng mà thương là thương cái trong mộng người tình trong mộng đúng rồi người tình trong mộng mà không mình đâu có mộng được con dạ hôm trước cô nói là ba cô chú tên là gì ông Năm Hảo đúng ông Năm Hảo đúng rồi cô là con dâu của ông Năm Hảo đây là con trai của ông Năm Hảo dạ là ông Năm Hảo là cha nuôi chứ không phải là cha ruột. Dạ. Cho nên là ổng thương Vũ Linh lắm. Trời ơi, Vũ Linh về quê tôi nói mà Vũ Linh mà ở nhà ai là người đó được đi có vé đi vô coi. Còn cô không có tiền cô chung lỗ chó. Trời ơi cô chung có khi kiến căng thấy bà luôn. Mà cô hiền. Trời ơi tôi nói kìa. Mà không có hồi đó mà chui mấy lần cô. Cô chui ở lại đó hát sáng mấy hình như chui mấy lần cái nó bắt dính. Nó thộp mình. Bắt dính luôn. Nó bắt mấy thằng nó mình chui vậy nè vừa đút đầu vô gặp nó thộp cái đầu mình rồi. Trời ơi con ơi. Chứ bây giờ mê quá rồi làm sao. Rồi bắt có cho coi không cô? Nó bắt nó dẫn ra. À dẫn ra. Hai chị em nè đều là đi chung lỗ chó. Không có tiền. Đi chung lỗ chó. Hai chị em vừa lại. Đó đây là chung lỗ chó. Em ơi thấy thật thảm thiệt.
Trời ơi mà cô nói ổng cũng dễ, cô nói bây giờ mình mà vui mà cô Vũ Linh lại mà mình không có tiền sao không? Giờ tôi đi bán đôi bông mà đôi bông có nhỏ tí vậy hà. Có nhiêu tiền? Hồi khổ lắm, hồi đó thì cái mà Vũ Linh về dưới cũng nói ngay, hồi đó Vũ Linh chưa nổi tiếng. Mà thì sao mà mình nhớ cái dị dạng vậy mà sau này nghe Vũ Linh ca, trời ơi cô nói không phải trong lòng mấy cái câu mà dứt cái trời ơi. Không phải cô thương thương là mê hâm mộ chứ không phải là mình thương tình yêu. Dạ. Đó vậy đó. Người tình trong mộng của cô người mà. Người tình trong mộng đó mình mộng vậy thôi. Bây giờ mộng của cô không phải một mình cô mộng đâu mà nhiều. Nhiều người mộng lắm. Bởi vì tôi trong cái clip của cô đó là ghép Vũ Linh vô luôn, đứng mà cô gung là cô động lên nãy giờ cô gung. Là hát là lỡ cô ca đó là làm sao hơn được anh ơi gì đó. Đứng ở nhà cô cũng thuộc thuộc mấy bạn. Bữa nay là định hát bài gì cô? Gió Đông Sơn Bạch Thu Hà. Wow. Thôi để ngay mã đi, ngay mẫu đi. Không để bây giờ mình làm thử coi có được không. Bên đó nắng lắm á nha cô. Vừa có hát bên đây đi chứ bên đó nắng lắm. Bên đó không có được. Mộ Vũ Linh mới nghe được chứ con. Mà trước khi cô hát thì cô giới thiệu về bản thân cô được không cô? Là sao giới thiệu cô? Cô là tên Trần Thị Mỹ Liên. Là cô ở Trà Vinh. Mà cô đi lên đây là cô là buôn lập nghiệp ở bên trên Bình Dương. Cô ở mướn chợ cô buôn bán. Nói vậy đó. Cô nói tại ở dưới quê nói chuyện không có rành con ơi. Nhiều khi cái gì sơ sót người ta xem người ta nói mình mình quê mình nói thiệt. Bởi vậy mình về mình nằm suy nghĩ mình sao mình kêu Vũ Linh. Nhưng mà sự thật là mình phải là gọi cái tiếng là Vũ Linh chứ không phải mà mình hỗn hào liền kêu Vũ Linh. Mà nó thân mật hơn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Con nghĩ cái đó là cái gọi là mọi người có cái gốc gọi riêng. Thấy con quay lên cái nói sao cô gọi tên Vũ Linh Vũ Linh. Cô về cũng cô cũng suy nghĩ cái đó đó. Mà trời ơi sao cô về quen hả cô? Cô đi lên bữa đó về cô thiệt á, cô mừng gì đâu vậy đó con. Thiệt á. Cô đấy là cái người khỏe bắn à. Thế là cô nói thôi để bữa nay sáng cô mua đồ để lấy rồi mấy chị em bao xe đi lên đây. Chứ cô thì cũng không có tiền gì. Không biết cậu Năm mà cũng mình ở chợ mà đều mình hâm mộ. Là bắt đầu quyết tâm là được bao nhiêu mình đi tới bao nhiêu đó. Đó cô mua vậy cũng được rồi. Bữa cô lên là đi đưa đám ma cô không có mua gì thấy kỳ. Cậu lên thăm cậu Năm mà không có mua gì cậu Năm cũng kỳ. Và cậu Năm hồi đó là thích uống bia nè đó thấy không? Quay trong điện thoại thấy cậu Năm là thích uống bia với hút thuốc. Đó bây giờ cô mua rồi rồi thay vậy. Dịch quay hả cô? Dịch quay con. Thôi bây giờ cô nhìn bài cái nào à? Cô là cô không biết ca nhiều nghe cô ca sợ lắm bạn. Gió Đông Sơ Bạch Thu Hà. Rồi cô lại mã đi cha cho Vũ Linh nghe. Nắng thì cô chịu, nắng miễn là mãn mại và Vũ Linh chứng cho cô là được rồi. Đúng rồi. Mà cô ca áo yếm mà. Bữa cô đưa con đưa cô lên. Cẩn thận nha, cái lùi nha. Ồ anh cái anh Phương này anh hay diễn sâu lắm nè. Quay bia vô. Rồi xây xây ngay cái ngang là biết. Rồi nhớ khui bia luôn cho cậu nha. Ê rớt. Rớt ở đây nè cho nó giả cấm nha. Đúng đây nè. Rồi chỉ có ra cúng em ơi. Đâu lên ta? Nãy cô nói là ở đâu nhớ không? À cô ở Trà Vinh. Nhưng mà đang làm ở Bình Dương. Bình Dương. Lập nghiệp ở Bình Dương buôn bán. Nhà cô là buôn bán ha. Cô ở Trà Vinh gốc thì ở Trà Vinh mà lên đây lập nghiệp cũng kiếm tiền. Cô thì dân Trà Vinh thì dân Sóc Trăng. Bây giờ kêu cô ra cúng đó là xong. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.